À, anh chị thì ở Sanford, ở North Carolina. Hồi trước đây, là có đi với thầy á, mấy lần, 3-4 lần cái đó ở Charlotte. Đó thì tay qua thì... qua thì cái chương trình bệnh anh thì bị cái tay này kia đó, bị cái tay nó bị thế như bị xương á. Lên thầy chăm cứu rồi sau thời gian uống thuốc thì trong thời gian lành. Thầy rất là vui vẻ. Nói chung là nó lầm, thật là lầm đúng không? Tại vì khi cầm một cái việc gì đó, cái nó rớt. Bây giờ nói chúng là lầm, ngon lầm. Nói chúng là, tại là thầy một lần nó feel better vậy đó. Nhiều lần á, rất là tốt. Thầy 3-4 lần rồi. Bây giờ chạy xe gì đó lên đến 4-5 tiếng đồng hồ đó. Nói chúng là thầy số 1 á. Cảm ơn anh chị.